Hầu như thì hiện tại thì mọi người đang ra dạ chị. Hôm nay em vô động là bắt đầu trong bệnh viện nó nát ở sao hết vậy nè. Rồi bắt đầu em mới bợ lên là cho nó may. Cho nó may nó cạ nó cắt tóc nó may á mà ụp cái mặt xuống vậy á. Ụp mặt ở đây luôn hả chị? Ụp cái đầu xuống vậy nè mà nó nằm nó bữa vậy ta. Trời ơi. Vậy á thấy ghê không? Không có ai mà ác cảm như vậy, có con vợ nó ở nhà mà cũng bỏ vậy đó. Dạ. Thì đây mọi người rất là bức xúc thôi cả nhà. Sao mà để vậy? Anh ra là chỉ còn nằm đây. Đánh cho đã đời rồi con vợ mang chạy ra thôi Hoàng ơi, thôi anh Hoàng ơi. Quay ông Hoàng ơi. Bắt đầu đi taxi anh ở chị đi mà trong khi là chị cũng ở đây luôn hả chị? Chị nhà chị sát bên này chị là em cô cậu với lại chị bị chết nè. Dạ. Chị Phượng. Em cô cậu với chị Phượng. Ủa vậy hả chị? Lúc mà chị bị gì lúc đó chị bị Phượng bị gì đó rồi lúc đó chị đang ở đâu hả chị á? Chị đang đi làm rồi chị mới chạy về là chị nghe. Nay là chị mới chạy về đó ha. Chị nghe là chị không chưa chạy về, chị nghe là chị chạy thẳng lên bệnh viện luôn. Chung lúc xảy ra cái chuyện đó không có ai ở nhà luôn á chị. Không có gì. Ở trong đây ta thấy ấy trong đây bả la thôi bả la trời ơi mà đâu có ai dám chạy ra. Dạ. Vì ở đây là nó là một con người của nó là nó ở đây nó quậy hết cả làng cả xóm đây luôn. Dạ. Con người của ông đó là quấy hết cả làng cả xóm ở đây chửi hết người này tới người kia. Dạ. Là ông nội ở đây nè. Nói chung rất là nhiều người cũng đang bức xúc về vấn đề này luôn á chị. Đúng rồi, ở đây nhiều người bức xúc đó dữ lắm. Mà nó quýnh hết người này hả, nó quýnh là chị trong đây gãi tay. Trời ơi, trời ơi, quýnh chị hôm nay luôn hả? Gãi tay xong trong vòng mấy tháng là bắt đầu giết chị này. Đổ máu là chết, đó là tu chính tôi ôm bả nè. Mà mấy ông Đăng là vợ chồng là khi ông về Đăng vậy đâu rồi đi về thôi nha. Nói chung hiện tại thì mọi người đang rất bức xúc là ra cái hiện trường ra cái nhà ha. Nói chung mọi người đang ra cái hiện trường, đây là cái hiện trường mà nơi cô Phượng gục ở đây ha cả nhà. Mới bị đánh mà tới gục ngã. Nói chung cũng có một số những kênh không có, ở đây là kiểu như là ổng ở đây là ổng quậy nhất ở đây luôn. Dạ. Ví dụ như cái này đó tôi là máu cho bả nè. Hay đâu mà mấy cái thằng này tù nó thấy không? Đây này là máu cái tóc của bả nè. Là dòng phanh dòng này nè. Tôi là ở đây, tôi ở đây chứ đâu. Nói chung là có một số khán giả nó cũng rất là bức xúc ha. Nói chung một số người cũng đang rất là bức xúc cả nhà. Tại vì có một số những cái thông tin mà đưa thông tin sai sự thật cả nhà. Nó nếu mà chú biết được cái kênh nào đăng sai qua vấn đề tôi trở lại liền không cảm nha. Tôi ôm bà là thằng em tôi ôm nè, tôi là lâu đó tôi chỉ cho mấy ông biết nè. Con muốn hỏi chú gì nè là cái kênh nào đăng sai sự thật là không có. Tôi ngồi tôi nghe nhậu rồi đi rượu mẹ. Vậy mấy ông tôi lại đi cho tôi để tôi lại bắt đầu tôi nghe mấy thằng này nó là một số thông tin nào đó cả nhà. Nói kênh TikTok nào đó đang thông tin mà nói vợ chồng gì đó cả nhà thì hầu như mọi người cũng đang bức xúc vấn đề này, nhưng mà ở đây một số anh em cũng đã vào giải thích về cái vấn đề này rồi đó, người ta cũng đã giải thích tại vì ai đặt cái tiêu đề nó là vợ chồng gì đó cả nhà, nó thông tin là vợ chồng quýnh nhau gì đó, nó thông tin là hoàn toàn sai sự thật đó, TikTok nào đó rồi lên ra bức xúc. Nói chung rất là nhiều người nói rồi nó là tại mấy anh em YouTube đăng, nhưng mà thật sự là những anh em YouTube không có đăng cái vấn đề đó. Người ta chỉ chia lại để chia sẻ cái hoàn cảnh lên cho nhiều cô dì chú bác anh chị em thấy, nhưng mà có một số những kênh nào đó cả nhà lại đăng những thông tin đó thì cả nhà cũng thông cảm rồi. Có một số những kênh thì cũng đăng tào lao nha cả nhà ha. Thì phải lúc đầu á thì thấy chồng xách cây đi á thì cản đi. Chồng xách cây đi không bao giờ cản, để cho quýnh người ta nằm gục nằm ngã đây, đập rễ cái đầu người ta rồi mới chạy ra chụp cây đó thôi. Đụng má nhà nó bước ra đây. Ôi vậy. Nó bực ghê luôn á. Tức á. Tiếc rằng pháp luật rồi mà chồng mình khi mà xách cây ra bây giờ con vợ nó, con vợ kéo đi, con vợ nó chạy ra cũng không làm kìa được, thể với nó nữa. Khi ở trong nhà gây hai người cũng nói qua nó chửi, ổng chửi từ ổng chửi cũng lâu lắm mới có chuyện chứ bộ chửi chị Tư nè, chửi của cô Hai The nè, kêu nha, kêu ông nhà của cô Hai được không chứ, rồi chửi luôn đó chị Tư luôn, thì nó chửi hết. Nói chung rất là nhiều người đang bức xúc qua cái này không? Rồi đó thì cả nhà cũng hiện tại có rất là nhiều cô dì chú bác anh chị em cũng đang bức xúc về cái vấn đề này luôn không cả nhà. Đó. Rồi hiện tại xe lại, cái xe lại cả anh em ơi, xe vô anh em ơi. Cô Phượng cô là bạn của cô Phượng. Cô là bạn. Dạ bạn thân hay sao? Dạ bạn thân luôn. Bạn thân luôn hả? Dạ. Dạ. Khi hôm nay cô đến cô dự đám tang của cô Phượng cô. Dạ. Là cô cảm nghĩ như thế nào về cái tên Hoàng này? Dạ cái tên Hoàng này thì cũng như là cô không có biết, cũng như dạ. Đó giờ là cô không có biết cái mặt người này. Dạ. Nhưng mà cô hay tin là cô bạn của mình chết đó là mình đến để mình đi đám tang. Chứ cô cũng chưa thấy biết mặt cái người đó như thế nào dạ, luôn dạ. Nữa. Ý là nghe mọi người kể lại đó. Kể lại là cái hồi lúc cái 7 giờ sáng á là dạ. Cô ngồi cô uống cà phê dạ. Cô mới thấy nó đi trong thiệp về. Dạ cô có thể xuống đây luôn rồi nói chuyện. Cô ơi Phượng trời, trời. Cô ơi Phượng mày vô mày uống với tao một miếng cà phê, nhưng mà nó chạy là cỡ chừng dạ, cô nó chạy là cách cái nhà đó dạ. Là cũng như là cách cái quán cà phê là nó hơi xa dạ. Cái nó mới trở lại 7 sau mà mày kêu tao thường là nó không có trở lại. Cái rồi nó mới lại, cái cô mới nói Phượng ơi tao kêu mày một ly cà phê muỗng nha. Cái nó nói thôi, cái cô hỏi mày đi đâu giờ này, là trên xe nó có chở cà dưa nữa, có thơm mùi mít nữa, cái cô mới la mày đi chợ hả? Tao đi quỷ cái bà gờ, trong này tao không có xài gì hết á. Nhưng mà không biết là bạn cô nói lời đó là lời sau cùng cô không biết, cái nói mày tụi tao sắp đi ra Lào, thầy thím mày đi luôn Phượng. Cái nó nó la không, giờ tao không có đi đâu hết. Là nó về hồi gần 8 giờ sáng là cô mới bắt đầu cô về luôn, cô về cô giặt đồ nấu cơm đồ luôn, là tới 5 giờ mấy chiều là tối là cô nghe con nhỏ bạn cô điện nói là con Phượng chắc không sống nổi. Cô hỏi trời ơi sao vậy, nó bị cái thằng kia đập. Thì cô không có điện thoại dài đặt gì đó dạ. Cô rồi cái cô biểu mấy cái đứa cô ra, cô mới mua mấy lượng thuốc đau nhức á, cái cô mới ghé quán cà phê, cái thằng đó tên Hiếu, cái cô mới nói Hiếu ơi Hiếu, cô con bật lên cho cô vải cậu coi, quánh cô xỉu luôn, thối thăm mẹ mặt cô la trời ơi còn gì sống trời. Cái nó la mới đem về, cái cô hỏi ai, bà Phượng mới vừa đem về là tiêu hết. Cô mới gặp nó là 7 giờ sáng, là tới 7 giờ rưỡi là nó đi về. Dạ, nó là khi cô nghe vậy là bụng đôi chân hết. Nó là nó quỷ 3G, nó không xài mà nó không đi đâu hết, mà mình đâu có biết mà. Nó ở đời nó rất là tốt, thí dụ hoàn cảnh gia đình cô khổ với lại cái cô Thạch đã khổ, nó đi xin quà, nó là xin quà cho nó mà về Bảy ơi, Bảy ơi mày kêu Thạch xuống đây tao xin cho tụi bay một người phần quà. Nó giúp người lắm mà không ngờ là cái bổn bạc nó là như vậy, cô không ngờ, cô không ngờ thiệt. Cô gặp bạn là cái giờ đó, là cái giờ sau cùng là nó đi luôn, nó là giờ tao không đi đâu nữa, giờ tao quỷ 3G tao không xài. Cô đâu có ngờ mẹ sống nha, là cô mua mấy cái liều thuốc là cô ngồi cô xỉu tại chỗ nhỏ bác luôn. Cái mấy cà phê là rất nhớ nó cho mình từ cái phần quà đâu mẹ cũng đăng lên, tao không có cái không phải sống video là ai biết tiktoker mấy ông tự đăng thấy cái nhà nó nghèo là biết nó đi mà đăng tiktok, mấy ông đăng vậy vợ chồng nó về mâu thuẫn rồi cái nó kiếm từ đồng đó rồi để xin mấy cái. Dạ, cô cứ chia sẻ thì giờ là cô chia sẻ vậy đó, chứ ở đời là nó hay đi từ thiện lắm, nó nghèo thiệt, nhưng mà thí dụ ai kêu đi từ thiện 50 trăm gì nó hùng, nó đi từ thiện. Nó mới đi từ thiện ở Cần Thơ về đó. Rồi cô có nói giỡn, ủa sao mày từ thiện mà mày không từ thiện cho tao, đó là để mai mốt đi chứ này tao đi với đoàn xe. Mấy người này là mấy cái người thân của cái người đập á, con vợ qua ngày người ta đuổi về thôi, giờ cô có nhiêu đó thôi nha. Cô nói về mấy con. Cảm ơn cô nha. Tôi nói thẳng luôn, nhưng mà tôi không bao giờ tôi nghe một phía. Tôi về đây tôi tìm hiểu. Đây thì trong kia nói chung thì nhạc nó hơi sùm ha cả nhà ha. Nên khi nào bớt nhạc thì tụi em sẽ ra ngoài đó để chia sẻ cho quý vị. Còn ở đây thì quý vị thấy là cái hiện trường, còn những cái vết máu nè. Đây nè cả nhà ha. Đây những cái hiện trường còn những cái vết máu ở đây ha cả nhà ha. Nói chung là nhiều người đang rất là bức xúc về cái vấn đề này. Tại sao mà cái lão Hoàng lại có thể tàn nhẫn mà ra tay một cách độc ác đến như vậy? Có thể là tiễn chị tới 21 nhát để chị không qua khỏi ở nhà. Thậm chí rất là nhiều người đang nóng về cái vấn đề luôn đó. Thì ngày hôm nay thì em tính ở trong kia hỏi người nhà rồi, nhưng mà hồi sớm em cũng hỏi mấy clip người nhà rồi hả cả nhà. Nhưng mà ở đây hiện trường để em dễ nói chuyện với cả nhà. Khi nào mà bớt nhạc thì em sẽ vào trong làm chia sẻ cho quý vị ha. Để quý vị thì có xem thì cũng nhớ cho tụi em một cái like và một cái chia sẻ ha cả nhà. Thôi thì em cũng xin kết thúc cái video ở đây. Em xin chào, bye bye quý vị ạ. Bye bye.